Giờ này mua cái đẹp có ghê ấy nhỉ. Tay vàng, bàn tay vàng. Bàn tay vàng đấy. Vàng kê, bàn kê, bàn tay vàng trong làng bốc họ. Bao tiền kia này? 3 triệu thôi đơn giản. 3 triệu. Cổ tay đây nhá. Ôi 5 ngón thật đấy. Một cái đấy nhá. 5 ngón. Một cái đây. Quả này bàn tay như chưa mắn nhỉ. Còn này bộ, quả này tay. Đây là đá nữa thật. Tay lộc lá đấy. Tưởng nghe nhân bán luôn. Xét thôi thì chưa. Xét. Tân vừa mà anh ấy cắt. Tân là cắt này này. Tân cắt đâu? Đây này. Cắt ngang này. Xong rồi bắt đầu đục ra. Sát vào đây. Lấy thằng này. Phải ra. Phải ra. Chắc chắn thằng này nó sẽ lên. Thế bảo chú phải vào tay chú phải đưa vào vườn đi. Tân nó vào rồi. Anh em cắt thế thì nó thấp luôn mà nó sẽ đẹp. Thấy tiền rồi mà không ra về. Alo. Đô thị gọi thằng trên nhóm nó nhắn này Việt đi. Biết thằng Việt không? Đấy gọi nó thằng ý thì nó không biết cáp kiếp như nào nó mà hỏi. Nó cứ không thấy nhận là nó cắt đấy. Thì nhưng mà mẹ dở cái là nó không biết cáp kiếp của ai như nào đâu. Nó cũng không nhận là nó cắt đấy. Em ạ, à, cho cả người đấy. Ra. Vâng. Quá đẹp luôn. Quá. Nếu chú lùn cắt đây. À. Cắt đây nha. À. Đục xuống. À. Đục xuống, tay này lấy ra. Đấy. Đấy. Tay này lên. Quá đẹp. Em ạ. À. Quá đẹp. Đấy. Bây giờ giá là như thế nào anh? À giá cái này là 30 triệu. 30 triệu anh em nhé. 30 triệu anh em ạ. Êm ấy. 30 triệu. 30 triệu được một cây già tuổi đời 100 năm. Vâng. Quá là rồi. Mỗi năm đấy. Tiền có thể bỏ được nhưng mà thời gian nó không mua được đâu. Chỉ có mỗi mua cây là mua được thời gian thôi. Đấy, thế ạ. Già lắm để lấy một cái cốt này. Sẽ phải cắt mà, chứ để đây thì vâng. Nó cao quá. Hay đấy không? Còn ai thích cao thì chơi cao. Ai thích cao thì cao, tùy. Đấy là ý tưởng là rất nhiều rồi. Đấy. Ý tưởng đấy. Càng già càng đẹp lão đấy. Đấy, anh nhá. Không được. Đá. Cái này 80. Em mở hàng ra anh thì anh khỏi lăn tăn đi. Đấy, nghiên cứu đây. Sẽ cắt. Vào một ngày đẹp trời có một tí men vào. Sẽ vào được. Tí nữa làm luôn á. Hôm nào phải say say tí. Lại được 2-3 cây đấy. Cắt xong lại được 2-3 cây đấy. Phải đi làm rồi. Quá. À sim. Sim sim kiếm. Ở nhà quê có mấy cây nhiều quả lắm. Hôm vừa rồi mà kịp quay cái hoa nó đẹp lắm. Hoa tím, màu xim đấy. Đấy, xim đấy. Xíu cày. Ông nhạn. Ra. Vâng, chả thấy ông rủ gì cả. Mẹ bận. Hả? Chủ nhật. Ờ, thưa anh nhé. Vối không? Cây hôm qua đẹp gửi bao tiền đấy? Nhìn thấy ảnh rồi, bao tiền ý? Bao tiền cái này 15. 15 à? Không mang đi à? Sợ tắc đường à? Cái này bao tiền không? 2 triệu. 2 triệu.
Giờ này bán rẻ thế. Bây giờ nó khó khăn. Trong trường Ngọc có cái cây si đẹp kia không, trả vào ông ấy? Không. Cái bán cho Nam thì ai muốn thằng vời mua? Vời bán cho ấy này. Vời mua ở trong ấy bán cho Nam lúc này này. Chưa nhìn thấy à? Chưa kìa. Đẹp thế mà không mua. Mày mấy? Bán 17 nhưng mà giờ là nhất quyết cộng 5 triệu thôi bán. 22 bán. Rồi. Nó bé thằng Ngọc thì nhà cái xịn rồi. Nó bé quá không sao cũng thằng Cường Ngọc thì thằng Ngọc thì nhà cái. Nó nhỏ quá, không có cũng chơi đấy. Đẹp, thấy đẹp. 15 à không? Dáng nhìn ra thứ ba ít tiền. Dáng nhìn ra thứ ba là nhất giống. Đẹp của nó cái cảnh. Được, đây là được. À, có tuổi. Bệ cũng có, được. Chân bệ. Lục lạc. Được đấy. Trăm lá như cả trăm. Mày ơi, bắt tao này thêm mà tao chết đây này. Hả? Cái thằng Tuấn nó phải bê hộ xuống ấy. Cháu bây giờ đang bị ngành cổ không nguyên này. Bây giờ đấy, 18 mấy mà nó trong đâu này. Mày bỏ lại thêm. Bây giờ nó thoái hóa nhanh lắm không? Này Hương này, đây là lý do mình ăn thực phẩm. Nó... cơ bản rồi nhưng mà nó ăn thực phẩm rồi nó... Ai, dạ. Đá chém vào đây rồi. Hương này, thần kinh nhỉ? Không có chân. Ngày xưa ba bố cháu bốc phát nhiều. Nay giờ nó khỏe, nó bật trâu, nó bật được. Khỏe lắm. Bật trâu đấy, đâm lòi ruột được không? Chơi thở bé hơn rồi. Chơi thở bé. Chơi đấy. Không, không ngồi rồi. Thế á? Cái bút cầm mấy nạ. Cái bút cầm mấy nạ chả chưa ăn được không à? Thế mà lại đi bút cứt bấn cây này. Tao khác, mày là cầm cái bút. Sướng bỏ mà. Sướng? Thế nào mà sướng? Thế bây giờ lại quên mất cả viết chữ đấy không ạ? Bây giờ không biết viết không ạ? Lâu không cầm bút rồi không biết viết. Thế mà nó chọn thế nào? Toàn gõ. Cái này bao tiền đi nghệ nhân? 5 triệu. Đẹp này. Con đá này là tự nhiên đấy. Đấy. Ngậm hòn đá luôn, ghê chưa? 5 triệu. Thường vi với lại du. Đấy. Quá hay, độc đáo đấy. Đáo. Cây xanh nữa kìa, 3 triệu. 3 triệu. Đây nha. Đây, cái này. Ô, một cây nữa bán rồi. Đây, chạy đi nhá. Đẹp quá. Cái này thì bao nhiêu tiền này? Cái này 4 triệu. 4 triệu. Đầy đủ luôn này. Đầy đủ luôn này. Đá. Đá con hán, đá này làm đẹp quá. Đá làm đẹp. Công nhận làm cây đẹp. Cây này chắc cũng thế. Đã. Cây này 8 triệu. Cây này 5 triệu. Cây này 2-3 lần cắt. Cây chưa? Đá này đẹp. Ôi trời, người gạo. Cái gạo là dễ sống ấy nhỉ? Chả thấy có đất mấy và sống rất khỏe. Cất cành, cất đầu nó sống. Người ta không hiểu làm kiểu gì mà cây đa gạo nó bé tí nó có hoa ấy nhỉ? Ghép hết. À, ghép cái cây có hoa vào. Ghép cái cành già vào. Cái cây này bao tiền? 2 triệu. 1 triệu, được cả đá này. Cái này cho cái cho cái thác nước đây nhỉ? Cho thác nước đây. Nảy mầm ghê chưa? Gạo đấy. Có gạo không lo chết đói. Cảm ơn nghệ nhân nhá. Cất rồi. Còn cái dáng này nữa, cất khoảng 20 phân, 25 phân, chưa xong đây, cái món. Đây.
cho tao hỏi năm trước để bên này đúng không? Cảm ơn cả nhà. Anh nào ưu tiên rồi đây? À, Hoàng Cường. Ưu tiên rồi đây. Mua mất cây bây giờ. Ưu tiên rồi đây. Bao nhiêu? Chủ nhân đây. Một sợ mất cây không? Không sợ. Không sợ thì thôi. Bao tiền này cả nhà? 20. 20. Tròn thế. 10 lá đẹp đấy. Tôi là đẹp. Có đi thôi, cứ thế này diễn là ấm cúng đấy, đương đại đấy. Nhưng mà mềm cắt phá ra là hơi bạc. Đương đại. Phải nói là thế. Đây là phải. Thì cứ tạm ổn nó như thế đi. Mỗi người cấu ra một tí và đắp vào một tí thì đương làm đại 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 khái thế. Để đại khái thế. Người thêm vào và cấu ra một tí là đương lại có nghĩa tới cũng mấy năm mà. Đương đại có nghĩa là đương làm đang làm đại khái. 20 năm không xong cưới. Mỗi thằng vào sở hữu 50 năm. Không được phép xong, xong thì không bán được. Xong không bán cho ai. Mẹ nó cứ thế là mỗi thằng cắt đi. Xong thì bán thế nào được. Bây giờ cắt cụt mỗi một thằng một đoạn nhìn thấy cái cục thu lù là đấy rồi này mà giá mà với hai triệu rưỡi là alo lỗ bãi đấy em gần đến nhưng mà dở tí việc nhờ các cụ liên hệ giúp em với nhá. Có từng cán bộ tùng lên ôi không à chết rồi. Cần cán bộ tùng gà không lên à? Bỏ mẹ rồi. Nó là tây hay là gì đây? Tây à? Thế chờ khoảng 30 phút có chờ được không? Ok. Ok, thế thì em gọi nhá, đến cổng rồi đúng không? Ok, thế để em gọi cho nó ấy thì nó ra nó tiếp đón nhá. Ok. Đây mới cần đây. Ra chơi cây thì ông đích nào cũng nợ ấy. Giàu thì nợ nhiều mà nghèo nợ ít. Chơi cây ông đích nào cũng nợ hết. Có đúng không anh? Cho nợ điều thuốc. Thuốc của ai đấy? Chúng ta lấy thuốc đó. Cho em nợ điều thuốc nhé. Vay điều thuốc. Vài này cái điều gì chút giãn này thôi. Không thấy anh hút nhiều hại người em giúp đỡ bớt. Làm lúc sửa cây là có nhiều tâm sự là tự dưng lại biết hút thuốc. Lại bú lại nhiều hơn ý. Tí mà sẵn thuốc thì bú cũng khỏe lắm. Ra. Thì ban ngày đi làm thì đêm mới làm cây được. Làm muộn lắm. Lúc nào Tuyền là cầm cái viên gạch lục để làm cái rùi đục đấy. Có những hôm có bài chính cái đục gì nó mới không kêu anh. Quả mới là có hôm có bài 12 đêm mới quăng lên. Nếu mà cái đục kia là kêu là bị chửi suốt đấy. Hàng xóm con nó nhỏ chửi suốt. Cao su à? Gạch lục. À rồi. Gạch lục không bao giờ kêu luôn. Làm chơi. Có lý đấy. Làm cái đục không bao giờ kêu. Ở quê nhà có chật đâu mà phải dùng gạch lục. Đâu có. À còn cây đấy nữa à? Cây đấy là bao tiền đấy nghe? Bao tiền cây đấy nghe nhân? Cây 7 triệu rưỡi. Toàn hàng già nghe. Dạ. Vâng đúng rồi. Đúng rồi. Bác đi chợ à? Có thấy ưng cái nào? Nổ số nhá. Nổ số? 0919 0919 833 608 nha. 608 Lê Minh Tuấn. Lập không phát thế thì đổi số đấy. Lại xin thuốc à? Chả năng lâu quá không gặp nhỉ. Lâu quá không gặp. Đồ này bỏ nghề cây sao ấy nhỉ? Bỏ nghề cây rồi. Nhé răng nào không? Hết một lượt. Về trồng cỏ à? Đi mẹ gần muộn đấy. Về trồng cỏ. Bây giờ nên công hết cây rồi à? Anh Hùng lấy xe.
đâu đây vật cái này giờ này mua cái đẹp khó ghê nhỉ. Tay vàng vàng tay vàng bàn tay vàng đấy. Vàng kê bàn kê bàn tay vàng trong làng bốc họ bao tiền cái này 3 triệu thôi đơn giản ở đây đây nhá. Ơ 5 ngón thật đấy, cái đấy nhá. 5 ngón một cái đây quả này bàn tay như chuyên mắn nhỉ. Còn này bốc quả này tay đây làm đá nữa thật à, tay lộc lá đấy như chuối mắn luôn. Bàn tay vàng. Vàng thì bốc mứt mới vàng tay thôi. Đây anh em thông cảm không vui tí. Trông nhá. Ok, kết thúc cái chợ đây hôm nay nó không có nhiều cây các bạn. Chào các bạn.